Đang băng băng với thành tích khủng, bố già của Trấn Thành lại vướng tranh cãi vì phát ngôn của Hồ Ngọc Hà. Bố già phiên bản điện ảnh của Trấn Thành đang có doanh thu chiếu sớm rất khả quan. Nhưng ngày mùng 5 tháng 3, liên quan đến đánh giá về bộ phim, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng dậy sống khi đăng tải bài viết khen ngợi về bộ phim. Theo đó, chuyện khen sẽ không có gì nếu nữ ca sĩ không viết. Phim này nếu ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợp với cuộc đời. Mình cần lắng lại một chút trong cuộc sống và nhìn nhận lại mình sống vậy đủ chưa? nhiều cư dân mạng sau đó đã lên tiếng phản bác phát ngôn của hồ ngọc hà cho rằng cô nên sửa đổi câu từ để bớt ý nghĩa tiêu cực và tránh động chạm đến những người không đi xem phía hồ ngọc hà không có động thái gì mới về sự việc nhưng mới đây khi trấn thành tham gia một talk sâu đã chia sẻ ý kiến về phát ngôn của nữ ca sĩ cái này tôi xin phép được bào chữa cho bạn tôi hà hồ một tí có khi lúc đó người ta đang dâng trào cảm xúc rồi viết Hà có nhắn tin cho tôi và nói Hà có tác, gắn thẻ, những bạn bè thân của Hà vào trong bài đăng đó để coi. Tôi hiểu là Hà viết để nói chuyện với bạn kiểu như tụi mày không coi là tụi mày sống hời hợt, cái kiểu đùa vui thôi. Bố già vẫn đang có thành tích rất tốt nhờ các suất chiếu sớm. Theo đó, đơn vị sản xuất công bố, phim đã thu về 22 tỷ đồng với hơn 3.000 suất chiếu trong ngày chiếu sớm đầu tiên. Bộ phim điện ảnh của Trấn Thành chính thức xác lập thêm kỷ lục phim Việt có doanh thu và tổng suất chiếu một ngày cao nhất mọi thời đại. Nâng tổng doanh thu lên gần 33 tỷ đồng chỉ trong vòng 1,5 ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.